Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Thứ bảy trong tuần thứ 11, mùa thường niên ngày 22 tháng 6 năm 2024. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó trộm chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế thầy bảo các con, chưa ấy nấy lo lắng cho mạng sống mình" lấy gì mà ăn hay cho thân xác các con lấy gì mà mặc nào mạng sống không hơn của ăn và thân xác không hơn áo mặc sao hãy nhìn xem chim trời chúng không gieo không gặt không thu vào lẫm thế mà cha các con trên trời vẫn nuôi chúng nào các con không hơn chúng sao nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư còn về áo mặc các con lo lắng làm gì hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào Chúng không làm lụng, không cánh cửi, nhưng thầy nói với các con rằng, ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ ấy nấy lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng, dân ngoài tìm kiếm những điều đó, nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó, tiên vặn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ ấy nấy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để lời Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn nhiều.